Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình tiếp với cả Stick of Legacy. Thì trước khi mình giới thiệu live stream đăng ký nha. Hôm nay game đã ra cập nhật mới. À thực ra thì không phải hôm nay quận ơi, lâu lắm rồi. Nhờ mình quên mất mình là người tối cổ quận ơi, đó chính là cập nhật skin tượng. Rất là cháy quận ơi này, skin special cái gì này. Ok, mình đang để tiếng gì? Mình là tiếng Việt thôi nhưng mà nó không có dịch quận ơi. Nôm na ra thì để mình dịch quận nhá. Để mình dịch cho quận xem này. Ok chưa? Gờ dịch. Đây mình muốn từ thử xem nào, cái này là cái gì đã quên ơi. Ok chưa? Đây, đó chính là cơn thịnh nộ kéo dài gấp đôi, cơn thịnh nộ à, tức là thời gian kiếm cuồng nộ tăng gấp đôi này. Skin vàng cái thứ này, slow này mua luôn. Không có ngọc, từ từ để mình mua đã quên ơi. Đâu rồi? Free Shopee. Đâu rồi? Skibi đi dom nhét điệt, skibi đi dom nhét điệt. Mà giàu ngay anh em. Ấy trời, ok chưa? Mua một cái này, tượng vàng tăng cũng thế cũng đây, cũng thế tượng kiếm, cơ bản là tượng kiếm nó tăng như thế cũng đỡ. À cái này còn cái này nữa, đó như là tượng băng này thì làm tượng chậm cái này, tượng vàng này tăng 10% vốn nó vàng này, tượng này là cháy này, tượng này thì tăng 25%, nó cũng tượng một số nó chả khác mẹ này. À ok rồi, yeah, tượng cung bạn nhá. Ok chưa, nói chung là như thế rồi, nhưng mà lần này chúng ta chỉ test tượng kiếm được bạn nhá. Ok ok chưa, đầu tiên sẽ là có skin băng. What the hell, được chưa tượng kiếm bạn ơi. Ok chưa, này chúng ta chỉ test tượng kiếm vàng, nó mới cập nhật luôn cái này cũng là cái gì đây. Oh what the hell, cái gì đây. Oh cái một sao nhá, một sao, hai sao, năm sao, 10 sao. Ôi mới là thằng đáng dốc con ơi. Ui Aaron ban user respawn. Đâu rồi, mình chơi cực khó. Ok chưa, mình đã như vậy là mình sẽ phải đối đầu với từng thằng. Thằng hacker lọ là 10 sao luôn, tức là khó nhất. Không sao. Đấy, mình sẽ chơi đâu rồi, Tourette này. Ui Tourette mình có thể điều chỉnh được này. Ui món này xịn vãi. Embry spam. Ok chưa, thế như spa. Ôi đây rồi, mình có thể triệu hồi được khoảng 1.000 con. Đấy, được rồi, con được triệu hồi 1.000 con, đổ cô máy đi. Thôi giờ mình chơi như bình thường ở bình dương. Ok chưa, mình sẽ chơi như bình thường ở bình dương thôi em ơi. Được rồi. À, chắc là mình sẽ boost cho team mình được cái flash mui thôi. Ok chưa, được rồi nào. 1, 2, được rồi, 2 đúng không, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 này. Ok chưa, mua thêm ít đồ nữa. Rồi mua thêm ít đồ nữa con ơi. Ô mua trong này nó mất tiền quá nhá, mua trong này nó mất tiền nha, chứ không phải là vô cực tiền nha các bạn. Ok chưa, rồi tặng bút tốc độ phát. Ok được rồi nào, chơi như bình thường ở Bình Dương thôi. Con này là hình như là cấp 1 con ạ, không phải cái gì đâu, không phải là dạng vừa đâu. Ok chưa. Tèo. Thực ra là mình là người tức cổ chứ không là mình đã gọi là dùng mod này lâu rồi bạn ơi. Ok chưa, mình sẽ chờ kiếm ra đổi quân kiếm của chúng ta bạn ơi. Ok chưa, có vẻ đào hơi chậm này. Ok mình sẽ mua cái này. Chết nhỉ, mình sẽ mua cái này. Ui mình có 20.000 kim cương, 20.000 kim cương mà cái mỗi này chỉ có 20 thôi, mua tiền ga bạn ơi. Ok chưa, chưa bao giờ cảm giác giàu như thế này. Úi trời ơi, từ mua hết. Quên. Để mình thoát ra. Quên đây con này, mình phải bật cái này lên đã. Ok chưa, úi xồi, mua hết. Đây mình sẽ mua hết gói này đã con này. Gói ưu đãi cho người mới chơi trao bách này, 20 dương này, chống quảng cáo này. Mua luôn. Ok. Infinity fan, mình không biết cái này là cái gì cả con này. Ok chưa, mua thêm 10 cái dương nữa. Ok, con này mình sẽ triệu hồi ấy ra các bạn nhá. Triệu hồi thêm gọi là... À, mình phải bật thêm Ultimate Bubble nữa. Ok chưa, rồi. Được rồi, mình sẽ triệu hồi thêm khoảng là... 1, 2, 3, 4... 4 con nữa con này. Ok chưa, 4 con nữa. Bút đào vàng lên. Ok. Ai à, cái gì đây? Speed up boy, à. Giờ bọn này nó cũng biết chơi đò đấy con ơi, bọn này giờ nó cũng biết chơi đò rồi. Rất là ảo nhá, bọn này giờ cũng biết chơi đò rồi anh em ơi. Láo lắm, giờ nó biết chơi đò rồi đấy. Nó sắp vượt mặt mình đấy này, bọn này. Ok nha, sắp vượt mặt mình rồi đấy. Ok, bởi vì mình rất là thích anh em, mình sẽ chơi 10. Ok, mình sẽ cho đối đầu với cả
băng đúng không? Ok, mình sẽ cho nó được cả thôi thôi 5 thôi con ơi, 5 thôi. Ok, nếu mà nó có thể thắng được 5 Archer Woodland à. Ok, mình sẽ thử xem nào. Trời, 5 Archer Woodland. What the hell? Để xem. Ui, giáo này cầm sát tăng này. Ui, cháy chưa, cháy chưa. Ok, chậm, trời, thêm kiếm được con này. Hình như đây là bản cập nhật mới của nhà phát hành các bạn ơi. Ok chưa? Nào, lên. Đấm 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 đấm. Boot back it. Cái gì đây? À, không hiểu lắm đây. Trời, nói chung là như thế. Ui, nhìn đẹp phết anh em ạ. Solo kill khả năng làm chậm tăng lên. Thời gian thịnh nộ tăng lên nữa con ơi. Ok chưa? Thời gian thịnh nộ tăng lên. Ui 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 ui. Thôi tăng lên thôi nhỉ. Ừ, tăng lên được bao nhiêu lâu hơn nhỉ. Khả năng làm chậm đến thần tượng rất là cao. Cộng thêm với cả khả năng của món kiếm này thì phải gọi là hết được chấm rồi ạ. Ok chưa? Ôi, 5 con Gulian cũng chấm kìa. Lên này. Đấy là thịnh nộ rất là lâu luôn con này. Đấy là toàn thịnh nộ kìa. Ok, start đi. Khả năng làm chậm của nó cực kỳ mạnh bởi vì là được úp từ sức mạnh của cái tượng này luôn. Không sao, nói chung bắn cầm nhật khá là hay. Mày nhơn. Ui, mày kiếm, ui, mày cung cút liền châu vậy. Ui, ăn được không? Thời gian thịnh nộ tăng lên. Đúng rồi, win rồi. Su. Ok, chiều con này rồi. Như vậy là đã thành công rồi. Mission complete. Ok rồi. Ô, con vừa nãy là 5 sao bọn nhân, 5 sao đấy, không phải rằng vừa đâu. Ok. Tiếp theo sẽ là skin gold. Búp 10% vàng. Ok. Búp 10% vàng lên. Rồi, ok chưa? Tèo. Mình sẽ vàng hết về skin mặc định. Ok. Được rồi, nào lên tiếp nào. Búp 10. Wow, bà này bà vàng. Ôi, cung đỏ à. Ok. Ok, thích thì làm xét, thích thì làm xét anh em ơi. Ok chưa? Được rồi, thích thì làm xét nào. Mình sẽ ở trạng thái thủ, búp 10% vàng. Nhưng mà ván này cơ bản thì mình cũng không cần vàng bạn ơi. Ok. Ok chưa? Rồi, mình sẽ chờ thêm đợt vàng tiếp theo bạn nhá. Okay. Bởi vì mình có thời gian cuộn thịnh nộ lâu hơn nhiều đấy, so với cả bình thường, thế nên là nhưng mà, đúng rồi, nó cũng thịnh nộ nhiều hơn thôi bạn ơi. Chứ gọi là không phải. Tèo, chờ thêm vàng thôi, Từng. Ui, có hành động nhảy kìa. Ok, mình sẽ test thử xem nó có cái gì mới không bạn nhá. Ok, chờ. Nào. À, không có gì mới về hành động tốc đánh các thứ thì không có gì mới con ạ. À, thằng này láo quá nhờ. Có vẻ như là nó Game Sequency đã nâng cấp AI trong cái này lên rồi. Não rất là to con ơi. Mà cái hiệu ứng nhìn đam nhìn khá là đẹp nha. Tèo. Ok chưa? Được rồi con ơi. Tưng. Rồi, công lên luôn nào. Đợi quân kiếm vàng cùng với tượng vàng của nó. Tưng. Ui, nó có khả năng triệu hồi ra một con cung quá đã. Ui, luôn con 5 sao khác. Sao tượng trưng với cả gọi là. Ui, cung đó đưa tên ra. Ui, mạnh vậy. Tượng cung đó mưa tên ra lửa. Cực kỳ là mạnh, mình sẽ bút bẩn. Bởi vì con này quá mạnh luôn rồi. Mày hóng tất tê. Mưa tên ra lửa đấy con ạ, à, không phải chẳng vừa đâu. Ui, nó thịt hết tim mình luôn rồi. Con ơi. Oh no. Triệu hồi chi thuật. Đâu rồi. Đâu rồi player. Ui, nó còn hồi máu cho đồng đội của nó. Ôi, mạnh thật đấy, không sao. Triệu hồi chi thuật, chinh. What the hell. Quân tiếp viện rồi, anh em ơi, có quân tiếp viện rồi, lên. Tưng. Triệu hồi chi thuật. Ồ, mình bấm cái quả nổ là nó sẽ triệu hồi ta thêm một con kiếm nữa con ạ. Ồ, con phết. Mày solo kill. Ui, kìa, ui. Cứ đánh một cái tượng cung này nhá là nó sẽ bốc lửa cho bọn kiểu. Wow, mạnh thật sự đấy anh em ạ. Mình không ngờ là game có thể cho một cái tượng này bá như vậy này. Khả năng khi mà kẻ địch chạm vào đánh vào tượng sẽ gây cháy bọn ơi. Ok chưa?
Ok, còn mấy cái tượng, ui tượng Merrick này, tượng phù thủy này, tượng khổng lồ này và tượng nhà vua. Thế là trái của bọn mình sẽ làm từng cái một bạn nhá. Từng cái một cho các bạn xem. Ok chưa? Ôi chết mẹ rồi. Ok, tiếp tục bạn ơi. Tiếp theo sẽ đấu với thằng nhạc róc này. Từ từ. Cái thằng nhạc róc. Cái một cái thằng nhạc róc. Ui thằng này 8 sao. Không phải dạng vừa đâu, 8 sao đây anh em ạ. Chỉ thua thằng hacker lỏ thôi. Ok chờ, tiếp theo sẽ là tượng lửa. Tượng lửa thì các bạn biết mình sẽ chơi skin gì đấy. Ok chờ, tiếp theo sẽ skin lửa các bạn nhá. Ok ok. Thằng này 8 sao, không phải dạng vừa đâu, nếu con 5 sao nó đã đủ mạnh rồi. Ua wow, còn chơi tượng. Ai à, khôn phết. Ok chưa, không sao không sao, nhưng mà làm sao được mình. Đâu rồi, flash bui. Mình sẽ gọi là đánh phù đầu. Ok chưa. Anh à, điều khiển bọn đấy đi điều khiển à. Ok, thích điều khiển đi điều khiển. Thích thì chơi, thích thì chơi thôi, thích thì chơi thôi. Thích thì chơi thôi, thích thì chơi thôi. Thích thì chơi thôi. Ok chưa, ok chưa, ok chưa. Cái gì vậy bọn, con nó nói cái gì vậy. Ui, nó trời zombie anh em ơi. Oh no, oh no, oh no. Ok, mình sẽ test thử sức mạnh của cái tượng này đã nhá các bạn nhá. Ok chưa. Mình sẽ test thử sức mạnh của cái tượng này đã. Ok. Mình sẽ bật god mode cho team mình lên. Ok. Thế các bạn sẽ thấy được sức mạnh của cái tượng này. Đây, đâu rồi. Nó cắn vào xin đấy bây giờ. Cứ chạm được gần giấy thế mình sẽ thử cái trò này của này. Đâu rồi, spam nha. Mình sẽ spam 200 con cho team bạn. 200 con sword. Ok chưa. Giật máy luôn bạn ơi. Ui. Wow, không sao, không sao, không sao. Mình sẽ thử xem là hiệu ứng đốt cháy nó như thế nào các bạn nhá. Phải nói là nó phê thì cứ phải gọi là hết nước chấm anh em ạ. Hiểu rồi, cái hiệu ứng đấy tức là nếu như mà cái địch chạm vào tượng của mình thì nó sẽ bị cháy hoặc là gì gì đấy. Được chưa? Được rồi, được rồi, anh em nhìn này. Ui, anh em thấy cái gì chưa? Ui, đốt kìa. Nó đốt kìa. Ui, đốt kìa con ơi. Ui, 200 con nhá, để xem xử lý được không nào. Ui, nó đốt kìa. Ui thích vai, ui nhìn thích vai anh em ạ, để xem có thể xử lý được 200 con hay không. Rất là lực, cực lực luôn. Cực kỳ là lực, ui zombie trời ơi, hồi xuyên phát là nó đốt phát luôn rồi. Ui, chất lượng nha. Anh em đây kìa, chất lượng nha. Đốt hết luôn này, còn zombie hồi sinh phát đốt hết. Nhưng mà nó có giới hạn của nó, còn nhất tức là nó chỉ đốt được một số lượng quân nhất định thôi, chứ nó không đốt được hết bạn ạ. Hơi buồn tí, không sao. Mới sử dụng mưa tên. À, mình không mưa tên thôi, mình dùng sức xét này. Rồi, không sao, mình sẽ đẩy quân ra để xử hết bọn này cậu nhá. Rồi, mình sẽ đưa quân ra để xử hết bọn này nào. Solo kill, mặc dù cái tượng này đốt rất là kinh, ngon chết hết con kiếm, cậu là điểm đốt chết hết con kiếm. Mày chơi. Gọi quân tiếp viện team mình ra. Ý sợi ơi. Ok chưa, như vậy là việc làm clip nó sẽ dễ hơn rồi quân ơi. Lần sau mình sẽ làm cho 100 kiếm Underdead tới 100 kiếm lava. What the hell. Ok. Ok chưa quân này nào. Xử hết cho anh. Ok. Ồ, đây là mod M. Uầy, không biết là vai kia người ta tạo ra cái cách để mà đối tượng trong lúc đang đánh nhau thì như nào anh em nhỉ. Ok chưa. Và đồng thời tượng này sẽ tăng thời gian. À không, tượng này thì không tăng thời gian cường độ con ơi. Tượng này thì không tăng thời gian cường độ con nhá. Ok chưa. Thực ra mấy cái tượng này chỉ là chất về ngoại hình thôi, chứ còn về sau thì không biết. Mỗi tượng thì mình sẽ làm một cái con nhá. Ok chưa. Thằng này 8 sao. Uầy, đúng là thằng 8 sao phát gọi cả Kaider tới sang các bạn ạ. Sợ thật. Mày sao à? Mày định chơi ai? Bây giờ mày mang Kaider mày ngon á. Mày mang Kaider ra mày ngon á. Su. Tiếp theo sẽ thằng cuối cùng bạn ơi. Đối thủ cuối cùng chúng ta. Seachurt à? Seachurt này mấy sao bạn nhỉ? Thôi thì để chiến các bạn thì mình sẽ chơi skin cuối cùng. Nói chung là skin này chỉ tăng 10-25%. Kiếm skin này chẳng có gì skin mặc định cả. Rồi xong. Ok quân ơi, tiếp về này mình sẽ kiếm cho thằng Seachurt. Thằng này cũng là một dạng 10 sao quân ạ. Trái nhỉ. Ui, bà này già mà gân nha, 10 sao luôn. Thằng này Crazy cũng là 10 sao rồi. Hacker SE cũng là 10 sao.
thằng này 9 sao thôi. À tầng này tầng 9 sao, còn về là mình đánh thằng này 8 sao. Ok chưa? Ok. Ô nhưng mà mấy bây giờ bấm ok rồi. Nào, mình sẽ phải đối đầu với cả Crazy 10 sao. Ok, với skin đăng máu tượng này thì mình chẳng không biết là chơi cái gì cả. À, không biết có cả thấy không nhỉ? À gần như là mấy cái này nó chỉ thay đổi về ngoại hình thôi quên ơi. Ok chưa? Nó cũng không có gì gọi là đặc biệt cả. Có thằng tượng vua này là cực kỳ đắt quên à. Ok chưa? À nó có thay đổi về cái sức mạnh đằng này, còn mấy cái này là bonus này là bình thường thôi quên ơi. Rồi đến với con kiếm à. Kiếm đá thì mình làm gì kiếm đá đâu nhỉ? À đây có quên ơi. Ok. Mình cho tắt cái install update đi. Đây. Đấy, đồ đá chưa? Đã đủ đồ đá cho anh em. Ok chưa? Được rồi. GL á, à, thằng này láo quá. Mày tưởng mày mang tượng song kiếm á. Mày ngon á, mày nghĩ thêm một ngầu á. Ok, mình sẽ bật không sao, không sao. Mình sẽ chờ kiếm ra. Được rồi. Bởi vì lần này mình sẽ tri ân các bạn. Được rồi, mình sẽ spam này. Sword team mình sẽ triệu hồi khoảng 100 con. Ok chưa? 100 con. Đây, và Sword team bạn 100 con. Uầy, kiếm vô can tích cả. Ok, ok, thích thì chơi, thích thì chơi. Thích thì solo. Thích thì solo. Va nhau đi, đúng rồi, va đi. Mày nhờn, mày nhờn. Búp bắn cuồng nộ. Búp bắn cuồng nộ, con ơi. Mày nhờn liệu cuồng nộ hay là sống xét sống sức mạnh đây. Wow, như vậy cuồng nộ ăn đứt sấm sét mà nè. Ok chưa, bất chấp là mình nâng cấp một tí nhưng mà mình là cuồng nộ mình ăn đứt sấm sét luôn. Đúng là cháy mà mình sẽ đánh cho team bạn gọi là còn tí máu để mà xem thế nào nhá. Mình xem cho nó trời ra con gì. Phang chết đi. Ok. What the hell? Oh my god. Không sao con ơi. Không ngờ gặp phải thằng liều. Không ngờ gặp phải thì liều. Quân trắng cho thêm 200 quân nữa phang luôn anh em ơi. Ui đó lòm này. Lên. Đùm. Em nhìn để ý ở dưới cùng nhá này. Chạy mãi không hết. Ok chưa. Nào solo với Kim Zon. Solo với Kim. Ui mạnh thế, đúng không Kim Zon thì bạn khác mạnh vãi. Không sao. Mày cũng chơi. Ok vậy thì mai sẽ là tự cầm cung. Và sau này sẽ là với người khác. Được chưa, được chưa. Mày nhờn sức mạnh cuồng nộ. Ồ ui đam mẹ ui đam anh em ạ. Ui đam nhìn đúng cháy luôn. Chờ mình sẽ búp quân tử cho team bạn. Không team bạn đi sớm quá thì lại hơi buồn anh em ạ. Ok chưa. Được rồi mình đang búp kinh nổ quá nhau rồi. Mình sẽ tắt bất tử đi xem như nào, xem chém như nào quá nhá. Ui mình sẽ búp kinh nổ phần nữa này. Này hẹo luôn này. Đấy hẹo mấy con luôn anh em ạ. Ui rất là cháy nha, chém rất là lực nha. Ok chưa. Nhưng mà mình muốn nó chém tượng cơ. Nó cứ chém con này làm gì không biết nữa này. Đào vàng này. Con đào vàng này. Ui oh the. Wait a minute. Đúng rồi đấy tượng đi. Mấy con này trâu quá con ơi. Mấy con này trâu quá. 12.000 máu trâu quá. Nhưng mà trâu đánh lâu cũng chết thôi. Ok. Bút hình nọ thêm lần nữa để hạ nó. Ui cái gì vậy. À nó điều khiển xét cho cái giật đốt phát rồi nè. Ok chưa, để chung đi. Ok chưa, ôi dồi ôi thẻ lông thế. Ngày lì gót lì nè. Ok chưa. Như vậy ta chưa thiên thượng thiên hạ cho nên duy ngã độc tôn cân hết. Ok. Cân tất. Đâu rồi con ơi xem nào. Ô có ông bầu bếp này. Đây này nãy mình sẽ điểm lại những đối thủ mà mình đã đấu nhá. Đầu tiên là hình như là thằng ông này 2 sao. Chứ không phải là một người 1 sao, còn ông này 2 sao. Tiếp theo là con này 5 sao. Khá là lực con ơi. Đây con này 5 sao này. Con này này. Đấy, sau đó là thằng nhạc dốc là 8 sao và thằng si chớt này là 10 sao. Lực phết quá ạ. Một điều nữa mình muốn đi kiểm chứng đó chính là mình đăng cài tiếng Việt quá nhá. Mình liệu xem nào. À đây thêm sức khỏe điện tích xem người dùng. Mình nhớ là có à
phát hành vẫn chưa chỉnh cái này các bạn ơi. Ok các bạn ơi, nhưng mà thôi chắc cái miền đấy các bạn hay chỉ một like xí nhá. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.